Hello mọi người, mình đã quay lại với một video mới đây. Mặc dù khá là trễ nhưng hôm nay thì mình sẽ swatch bộ sưu tập Mercy the Watery Dutin Season 4. Ở season này thì hãng tiếp tục cho ra 5 màu son mới. Nếu ở season gần nhất vỏ son mang tông màu xanh lá ngọt dịu thì ở season này tông màu chủ đạo sẽ là xanh blue, không có sự thay đổi về thiết kế son, ngoại trừ phần nắp sẽ có thêm điểm nhấn là chữ cái đầu tiên của tên hãng. Mở đầu cho season 4 sẽ là màu WD19 Hush Rosy, một tông hồng lạnh sáng. Màu này không phải ánh trắng nên sẽ không mang cảm giác bị bợt như màu sữa đâu nha. Về chất son của season này thì mình có cảm giác là lỏng hơn season gần nhất. Chất son tin nước hơi lỏng và lớp tin cũng có phần bám vào lòng môi nhanh hơn. Điểm không đổi là mùi son và kết cấu son vẫn rất là mỏng nhẹ, lên môi không gây cảm giác bết dính. Với WD19 thì mình sẽ recommend cho những bạn có cool undertone, da mình không sáng, có ngã ánh vàng thì màu này có xỉn da, cần make up hoặc là mix với màu son đậm hơn. WD20 Misty Wood vẫn là một tông hồng nhưng mình thấy so với màu 19 thì màu này sẽ hơi có ánh đất và sẽ có thêm ánh đỏ. Với mình thì mình thấy màu dễ dùng hơn 19, có thể không cần lớp nền nâng tone, chỉ cần kết hợp với má hồng thì dùng màu này không thấy bị xỉn da. Nếu để ý thì sẽ thấy ở season này, độ bóng của son sẽ tạo hiệu ứng căng mọng môi hơn season trước, lớp nước tách lên trông cũng sáng rõ hơn. Và điều mà mình luôn thích ở dòng này đó là sự mỏng nhẹ không bết dính, khi tóc có lỡ bay vào thì cũng không bị dính nhiều. Lớp bóng của son có dây ra khi sinh hoạt nhưng không đáng kể, có bậm môi hay là trồng thêm thì lớp bóng cũng không bị trượt. WD19 và 20 thiên về tông lạnh thì đến WD21 chúng ta sẽ có một màu son tông ấm khá là dễ dùng. Bản này là màu đỏ đất có pha ánh cam với độ trầm không quá nhiều. Màu son lên môi mình sẽ nhiều ánh đỏ hơn lên tay, độ trầm rất vừa phải không làm mặt bị dừ và có thể dùng được mặt một. Như đã nói thì đợt này mình thấy chất son lỏng hơn cho nên hay dính vào răng. Chất son cũng rất dễ trào ra nắp. Dù là son mới nhưng khi mình vừa nhận đã có một cây bị trào rồi. Mọi người nên để son đứng, để nằm rất hay trào ra và phải vệ sinh thường xuyên. WD22 cũng là một màu son dành cho các bạn có da tone ấm, đặc biệt là những bạn da ngăm. Màu này có sắc cam, sắc nâu, hơi có ánh đỏ, lên môi mình thì sẽ rõ ánh đỏ hơn. Đối với nền da trung bình có ngã vàng như mình thì mình thấy màu này không xỉn da, cũng không làm bật sáng da. Ánh cam thì có hơi xỉn men răng, nhưng độ trầm của màu này không quá nhiều, không làm mặt mình bị dừ đi. Mình có thể dùng WD22 cho mặt một được, nhưng cá nhân mình thì vẫn thích kết hợp thêm với màu má có tone ấm. Cuối cùng là WD23, màu son trầm đậm nhất của season 4. Đây là tone đỏ rượu. Với mình thì màu này làm bật sáng tone da và cực kỳ trắng răng. Tuy nhiên độ trầm trong màu son khá nhiều cho nên sẽ dừ trên nền da mộc. Tốt nhất là vẫn nên có make up. Về độ giữ màu thì mình thấy lớp tint son đợt này bám tốt. Sau 1 đến 2 tiếng thì lớp bóng phai dần, lớp tint màu vẫn còn khá rõ. Tuy nhiên với màu đậm thì bị bám nhiều ở lòng môi. Nếu ăn uống có dầu mỡ thì lớp tint cũng trôi gần hết. Cả năm màu đều có lớp tint rất sát với màu son. Vừa rồi là 5 màu son trong bộ sưu tập Mercy The Watery Dutin Season 4. Theo sở thích thì mình chọn WD19 và 20, nhưng hợp với da mình thì mình lại chọn WD20 và 23. Đợt này hãng có 2 tone MABB đều là tone lạnh rất là hợp xu hướng. Mình tận dụng được các màu còn lại để mix và match với hai màu này cũng khá là xinh. Dù trễ nhưng mong là video này sẽ hữu ích cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Bye!